được phục hồi lại, đặc biệt là những ai bị mất ngủ như là bị coi như đầu óc mình tới tôi bị lơ mơ thì trí nhớ nó quay về rất nhanh, nó giúp cho con người mình phấn chấn lên. Một hộp bộ não cấp tốc của Mỹ có giá là 1,2 triệu, nó có 42 viên, hàng ngày Hà cầm từ Costco của Mỹ về, sẽ đền 1.000 lần khi phát hiện hàng giả nha. Bộ não của Mỹ Bình Phương, bộ não Pháp có số điện thoại rồi. Bộ não Pháp, bộ não Pháp 450 nha mọi người. Bộ não Pháp 450, công dụng của nó là giúp cho duy trì não bộ mình. Máu, bộ não Pháp có số điện thoại. Máu tuần hoàn về não tốt, nó giúp cho mình ăn ngon ngủ ngon nha, không đau đầu không nhức đầu. Hoặc huyết dưỡng não của Pháp 450, 200 viên, cái đó tháng 10 năm 2026. Bạn này là 560.000, 340 viên. Cái đất của nó là, để Hà coi đất nha, tháng 5 26 luôn. Cái đất năm 26, cái này là trong tủ thuốc gia đình nên có. Hôm nay đầu óc lần sần, nhức đầu, đau đầu quá, cứ uống cho dùm Hà nha. Hà có một cái hộp cacao bột của nước Pháp, Hà sell. Hộp này Hà bán 480.000, nó tới 1 kg. Nhưng mà hôm nay á, trong quá trình vận chuyển về, hết dứt cherry rồi em ơi. Gì vậy? Hết dứt cherry rồi. Trong quá trình vận chuyển về. Cái đát này nha mọi người, nó có đát trên đây. Cái đát của nó là tháng 8 năm 2025. Cái hộp này là 1 kg cacao bột dành cho trong gia đình mình mà trẻ em mà nó ốm quá đó mọi người nha. Ốm quá, ốm yếu quá, mình muốn cho nó tăng cân thì sử dụng này. Mình uống một ly này vào buổi sáng, đầy đủ năng lượng cho mình, đầy đủ sức khỏe cho mình, đầy đủ chất dinh dưỡng, hàm lượng dinh dưỡng cho mọi người rất cao. Trong quá trình vận chuyển về, đây Hà nói mọi người nghe, nó bị chọt lủng cái thôi, còn nguyên đan nguyên kiện nè. Ví dụ như cái này nó hàng đây nè, thấy không, nó bị lủng ra vậy nè mọi người nha. Nè, 1 kg mọi người khi về cân bình thường nha. Hà sale cho mọi người 300.000, nó tới 480.000 rồi đó. Hà giảm 180.000 về một cái lỗ này thôi, về một cái lỗ nó rất nhẹ vậy thôi, tại nó bằng giấy á mọi người nha. Hà sale cho mọi người 300.000, 300.000. Comment giùm Hà. Cacao bột của Pháp đầy đủ dinh dưỡng trong đây. Nhà mình có cha mẹ già hoặc là có con nhỏ, muốn cho nó tăng cân, muốn cho trí não nó thông minh, muốn cho nó có đầy đủ sức khỏe, pha cho nó một ly này uống vô cho Hà nha. Cacao bột của Pháp 480, Hà sale còn 300. Lý do là nó bị lủng trên cái nắp đó mọi người nha, bị lủng trên cái nắp. Hà sale còn 300. Cacao bột sản xuất tại Pháp, đem từ Pháp về. Một hộp một duy nhất anh em ơi. Có một hộp một rồi. Dạ, nhuộm tóc anh em Revlon là 250.000 nha. 250.000, em có nhiều màu lắm nha mọi người. Em có Lauren nữa, Lauren thì 350 ha. Trong này nó sẽ gồm có một bộ đầy đủ cho mình luôn, nhiều chai, lọ và những cái sản phẩm và dụng cụ để cho mình nhuộm tóc đầy đủ trong này luôn á mọi người. Một set như vậy nè. Tóc dài thì mình làm được một lần ha, còn tóc ngắn như chị Hà thì mình có thể nhuộm từ 2 tới 3 lần một hộp thuốc như vậy. 250.000 Revlon chuẩn của Mỹ nha. Nha, chuẩn của Mỹ luôn nha mọi người. Đây em có nhiều màu lắm. Màu sáng, màu tối, màu trầm, màu nổi gì cũng có hết nha mọi người. Ai mà tóc bạc nhiều quá mình sử dụng những cái màu nâu đỏ như vậy nè, nó sẽ hạn chế bạc ra cho mình nha. Nó sẽ hạn chế bạc ra. 250.000 comment giúp em là nhuộm tóc. Còn ai quan tâm mã này thì inbox đi, em sẽ gửi mẫu và màu cụ thể ở shop hiện tại đang có sẵn cho mọi người tham khảo thêm nha. 250.000 cho một hộp nhuộm tóc của Mỹ. 250 ha, 250. Hai trăm năm mươi ngàn cho một cái nhuộm tóc của Mỹ rất là nhiều màu nha. Mấy chị cứ comment vô đi rồi mấy cháu nó gửi qua tin nhắn cho nha. Cái này là hợp đích ân Hà cầm từ Mỹ về này, mọi người. Hà cầm từ Mỹ về và Hà lựa cái nào nó có tinh dầu để làm chi, để cho tóc mình nó đừng có bị khô nha. Hà lựa từng cái cho mọi người hết để cho nó đừng bị khô. Rồi rồi, Hà lựa kem đánh răng nha mọi người. Hà lựa kem đánh răng, Hà có cái set kem đánh răng mà mua được giá cực kỳ tốt đây không. Đúng rồi,
Đây, Hà Lan kem đánh răng nha. Đây là kem đánh răng Signal của nước Pháp. Bạn nào từng xài hàng Pháp, bạn nào từng xem những cái mà các trang mà chuyên bán hàng Pháp thì sẽ biết được cái Signal này. Signal này là siêu đánh răng của nước Pháp, sản xuất tại Pháp. Một set này Hà đang mua được cái giá cực kỳ tốt, nên các bạn mà mua được cái lô hàng này nè là các bạn mua được cái giá cực tốt. Khi qua cái đợt khuyến mãi này mua xong cái lô này, lô sau nó khuyến mãi là mọi người phải cao 100.000 cho một set vàng nha. Comment giùm à, set này sẽ cái mã này mã sale nha. Trắng răng Pháp 180, 180.000 là mình được tới 3 tiếp luôn nè. Và cái mã hàng này được sản xuất tại Pháp. Khi nhận hàng gia đình mình được kiểm tra đúng của Pháp mới trả tiền cho Hà, không đúng của Pháp gửi về nha. Hàng giả đền 1.000 lần. Comment giùm Hà. Trắng răng Pháp 180. Trắng răng Pháp 180. Đây là cái mã này, mã được khuyến mãi nha mọi người. Mã sale nha, được 3 tuyết nè. Comment giùm Hà trắng răng 180. Dạ em chào chăm sóc dung vitamin cho nữ trên 60 tuổi bao nhiêu tiền? Dạ 750 á. Dạ 750 vậy. Đây là tập trung tất cả các vitamin cần thiết cho cơ thể mình. Nó giúp cho mình ăn ngon, ngủ ngon nè. Nó giúp cho mình về trí não nè, xương khớp nè, giúp cho mình về tim mạch nè. Đặc biệt tăng cường sinh lý, hỗ trợ mắt luôn cho mình luôn nha. Hà có của nam và của nữ luôn. 750.300 viên. Hàng Hà cầm từ Costco của Mỹ về. Phát hiện giá đền 1.000 lần nha. Mỗi ngày một viên duy nhất rồi. Qua là đây nè, mỗi ngày một viên. Nó được gọi là viên uống tổng hợp, các vitamin tổng hợp của Mỹ nha. 750.000 cho 300 viên trên 50 tuổi nè. Nó cung cấp cho mình rất nhiều một ngày luôn nè mọi người. Tim mạch, mắt, trí não, hệ thần kinh, hệ vận động nha. Dạ, kinh ngọc nha. Rất là nhiều luôn, một viên mỗi ngày là đầy đủ dưỡng chất cho mình. Nó bổ sung, ví dụ như thiếu chất này, thừa chất kia đó, nó sẽ tự cân bằng và bổ sung cho mình mỗi ngày một viên. Màu cam là của nữ, màu xanh là của nam. Đồng giá là 750.000 nha mọi người. Sử dụng được tới 10 tháng luôn ha. Comment đi mà, cái mã này mã sale nè mọi người. Được giá rất là tốt. Qua cái đợt này mọi người phải trả lên gần 100.000 cho set này đấy. Cái mã này Hà mua được một thùng hàng này là giá tốt nè. Comment mà trắng răng. Trắng răng 180. Trắng răng 180 của nước Pháp nha, 3 tiếp luôn. Cái đánh răng trắng răng 180 Signal nổi tiếng của Pháp nè. Cái thứ hai là Hà có Sensodyne. Sensodyne này là chống ê bút. Mình đánh răng ai mà cái đã bị cái chân răng mình mà nó bị ê bút lên á thì sử dụng cái này giùm Hà. Comment giùm Hà chống ê bút 250. Chống ê bút 250. Sensodyne không bao giờ có rẻ nha mọi người, tại vì nó là hàng thương hiệu rồi nha. Comment giùm Hà Sensodyne 2. Cái này là chống ê bút nha. Chống ê bút 250. Còn bạn này là trắng răng. Trắng răng 180. 3 tiếp luôn. Hàng Pháp nha. Hà đang cầm cái này là của Pháp. Giờ qua hàng Mỹ nè. Dạ em cũng có Blackmore nha. Blackmore của Úc em không có. Qua ngảo à. Rồi bây giờ Hà có cái này. Độ trắng răng của nó nhân lên tới 10 ít. Hàng Mỹ. Hàng Mỹ. Comment mà siêu trắng răng 180. 180 là một tiết này nè mọi người. Siêu trắng răng 180. Hàng của nước Mỹ. Cái mọi người thấy số 10 ở phía trước không? Mọi người thấy số 10 trước không? Có nghĩa là độ trắng răng nhân lên tới ít 10 lần nha. Độ trắng răng nhân lên tới ít 10. Comment nhưng mà siêu trắng răng 180. Con gắt đỏ đó mọi người. Nó là con gắt đỏ đó nha. Siêu trắng răng 180. Đây là cái tuyết kem nó ra vậy nè mọi người. Đây. Tuyết kem nó ra vậy. Con gắt đỏ. Con gắt đỏ của Mỹ. Siêu trắng răng 180. 180. Rồi Hà qua mã nha. Kem set sale 180 cho Thái Hòa. Tú Mẫn một set 180. Nó đang sale cho mình rất là tốt với mọi người. Giá rất là tốt, 180.000 được 3 cây luôn nha. Hà có son dưỡng môi. Hà có son dưỡng môi. Mấy chị tối trước khi ngủ nhớ thoa môi, dưỡng cho cái môi mình lúc nào nó cũng đừng có bị khô nha. Nó giúp cho môi mình chống bị khô và trong đây nó có chất chống nắng, mình đi ra ngoài trời không có bị ăn nắng. Và nó được chiết xuất từ trái cherry nha.
comment giùm à. Son dưỡng môi là con nhớ một em muốn rồi. Comment giùm à, dưỡng môi 120, hàng Mỹ nha mấy chị, hàng của nước Mỹ nha. Tối trước khi đi ngủ nè, lấy toa lên giùm à, toa lên cái môi, cái môi mà lúc nào nó cũng bóng bóng và nó không bị nứt môi, không bị khô môi. Có chất chống nắng trong đây. Comment giùm à, comment giùm à, son dưỡng môi 120, 120 son dưỡng môi. Rồi giờ lên nước hoa sale nha. Nước hoa này Hà cầm từ Pháp về. Mọi người cái mã này, mọi người nhìn nè. Đây là Hà bán hàng 8 tháng 3 nha mọi người. 8 tháng 3 nha. Đây. Cái nước hoa này tặng đi tặng sinh nhật là hết sale và 7 luôn. Hàng Hà cầm từ nước Pháp về. Comment nhưng mà nước hoa H3470. Comment nhưng mà H3470, hàng của Pháp nha mọi người, hàng của nước Pháp nha. H3470, nước hoa Hà đang sale nước hoa ngày 8 tháng 3 đây. Comment nhưng mà nước hoa H3470. Rồi. Hà có một set này. Quá đẹp luôn. Nó gồm một chai nước hoa và một chai xịt Term Body. Comment giùm Hà H7 650. 650 ngàn. Nó gồm có một chai nước hoa và một chai xịt thơm. Xịt thơm cơ thể của mình gọi là nước hoa cơ thể đó nha. Comment giùm Hà set H7 650. 650. Dạ ơ 500 ngàn chị ơi. Cao miss cao ơ bao nhiêu. Vitamin 500.000 nha chị, 500.000 cho 500 viên ha. Hàng em đi bằng đường máy bay, cái viên uống nó rất là tơi phồng, nó không có bị vón cục lại với nhau. Uống ơ đi mọi người, da mình đủ ơ nó sẽ nhanh sáng nè ha. Nó chống chảy xệ cho mình. Một ngày, dạ một ngày sử dụng từ 2 hoặc 3 viên giúp em vitamin. Mỗi ngày 2 hoặc 3 viên đều được, nhưng mà thường em thấy mấy chị uống 2 viên thôi là đã đủ rồi. Mình có thể trích cái viên này ra làm mặt nạ hoặc là serum dưỡng da mặt luôn mọi người, rất là nhiều công dụng ha. Vitamin là signature của cái hãng Cơ Lành này luôn nè mọi người, rất là nổi tiếng. 500 ngàn cho 500 viên. Đát rất xa nha mọi người, đát tháng 3 2027. Đát tháng 3 2027.